chúc các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi ok các bạn ơi, thì bữa nay mình sẽ mới đi chợ về ha, mình có mua được một cái bịch tôm. Thì cái bịch tôm này mình sẽ mua về, mình sẽ ram để ăn cơm ha, mình sẽ ram mặn ngọt đó để ăn cơm. Sẵn mình làm clip nhỏ nhỏ chia sẻ với các bạn để các bạn xem chơi cho vui ha. Đây thì cái tôm mà ram mặn ngọt đó, thì các bạn mua tôm đừng có mua tôm lớn quá. Các bạn mua tôm lớn quá ăn nó không có ngon bằng cái tôm nhỏ như thế này, cũng vừa thôi chứ không có nhỏ ha. Nó các bạn mua lớn thì nó sẽ bị cứng đi, cái mình nó cứng ăn nó không có được giòn đó, cho nên các bạn mua loại tôm này vừa thôi ha. Rồi thì đây là hành lá ha, còn kia là củ tỏi đó, ha. Rồi còn đây là muối với đường với loại tỏi bằm. Rồi ha, rồi ok mình làm tới đâu rồi mình sẽ thưa các bạn tới đó nha. Đó. Tôm ram mặn ngoạn bắt lên giùm cho mình cái chảo ha, bỏ dầu vô cho nó nóng lên ha. Rồi cái củ tỏi mà bự khổng lồ hồi nãy đó, rồi các bạn đập dập đó, các bạn để vô. Đây là một củ tỏi mà nó bự vậy đây nha các bạn. Thì các bạn sử dụng nó bự bự thôi, hai tép tỏi là hai tép tỏi bự như nãy đó. Thì bây giờ các bạn đập nó ra cho cái tép nó còn bự bự như thế này. Cái tỏi này là mình mua cái tỏi riêu rôi đó nha các bạn. Cái tỏi riêu rôi là nổi tiếng trên toàn thế giới nha. Nó cũng ở gần nhà mình chứ không sao mấy. Chuyên môn về tỏi là cả trăm năm rồi nha các bạn. Mỗi một năm như vậy nó có cái hội thi tỏi ở cái khu này. Chuyên môn trồng tỏi không. Rồi ok bây giờ cái củ tỏi của mình nó cỡ đó là đã được rồi. Bây giờ các bạn bỏ tép vô dùm cho mình thì các bạn nhớ ha, tép các bạn mua loại dừa thôi, cỡ như thế này. Các bạn về rửa với muối với rượu ha. Đó, xong rồi các bạn cắt bỏ cái đuôi của nó đi. Rồi bây giờ các bạn dằn dùm cho mình một chút xíu muối. Rồi ha, các bạn trộn đều lên dùm cho mình. Cái mình cũng xin thưa với các bạn nha, cái món tép riêu mặn ngọt này á, các bạn không có sử dụng nước mắm nha. Cái tỏi các bạn phải bỏ khá khá như thế này nha các bạn. Nếu các bạn làm tỏi như vậy khi mà các bạn ăn cái con tép đó là cái mùi tỏi rất là thơm. Ok các bạn ơi, thì bây giờ các bạn cứ việc ram nó cho nó rút nước vô trong cái con tép ha, để cho nó rút vô con tép gia vị này nọ đồ đó rút vô đó, thì xong rồi nó còn lại dầu thì như vậy là ăn cái con tép nó mới giòn nha các bạn. Nó chứ không có được mà đổ nước gì vô đây hết trơn nha, nước tự con tôm nó sẽ ra ha, rồi tự nó rút vô con tôm, còn lại dầu với lại tỏi ha. Đó là cho nó dậy lên một cái mùi thơm đó, rồi cái mùi cái dầu này nó sẽ làm cho cái vỏ của con tép này giòn lên ha, không có đổ nước vô nha các bạn. Bây giờ là thơm phức luôn. Đó các bạn thấy không, bây giờ là chỉ còn dầu ha với lại tỏi ha. Bây giờ các bạn thấy không, cái vỏ con tôm nó phồng lên rồi, nó cái vỏ con tôm nó sẽ phồng lên là nó sẽ giòn nha các bạn. Đó là các kỹ thuật để mà làm cái món tôm ram mặn ngọt ha. Đó ok các bạn ơi, thì bây giờ là cái tôm này nó gần được rồi nha các bạn.
đó ha, thơm phức luôn. Rồi ok, bây giờ tới lượt là cái tỏi mà bầm hồi nãy đó các bạn, cái tỏi xay đó. Rồi các bạn bỏ vô dùm cho mình. Nó đây là cái cách mà làm cái món tép ram mặn ngọt coi như là ngon hết ý luôn, là đúng bài luôn ha. Nó bây giờ là các bạn chỉ cần để con tôm vô trong miệng thôi là cái mùi tỏi ha, coi như là thơm phức luôn. Mình cũng xin thưa với các bạn một lần nữa nha, các bạn đừng bao giờ sử dụng nước mắm ở trong này nha các bạn. Rồi bây giờ tới cái lúc mà các bạn phải bỏ đường vô. Rồi các bạn đảo đều lên giùm mình, thứ nào chịu nổi. Bây giờ các bạn thấy chưa, cái con tôm bây giờ nó ráo mà nó giòn, một hồi nó nguội lên là nó mới giòn nha các bạn. Bây giờ còn nóng quá nó chưa có giòn, khi các bạn để nguội rồi nó mới giòn nha. Thì các bạn xem clip á, các bạn nấu ăn ngon ha, các bạn thích các bạn nấu ăn ngon, thì các bạn muốn mà có nhiều clip nữa đó ha, thì các bạn vui lòng like và subscribe cho mình ha, đó, để các bạn nhận được nhiều clip mới nữa. Rồi các bạn ơi, như vậy là được rồi ha. Thì cái vị của nó các bạn nêm là mặn mặn ngọt ngọt nha. Thì cái này các bạn biết rồi đó, chỉ có loại muối với đường, thơm cả nhà luôn. Rồi, bây giờ các bạn rắc hành lá vô dùm cho mình. Khi mà rắc hành lá các bạn tắt lửa nha. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa nha các bạn. Thứ nào chịu nổi, thơm phức luôn. Tép ram mặn ngọt của mình nó đã xong rồi ha. Đó, thì cái món này nó rất là dễ và lẹ nữa ha. À, thì mình làm tới đâu mình đã thưa với các bạn từng bước một tới đó hết rồi ha. Nó thì mình cũng xin nhắc lại nha các bạn, nó là cái này, cái món này các bạn không có sử dụng nước mắm nha. Đó, ha. Rồi các bạn không có đổ nước lạnh vô trong cái món này. Cái món này là tép ram này là cái nước của con tép tự động nó ra, rồi tự động nó rút ngược lại trở vô, còn lại chỉ có dầu với lại tỏi ha, thì nó áo lên trên cái con tép này thì nó mới thơm ngon ha, không có đổ nước vô nha. Ha, bây giờ là nó nguội rồi đó, thì bây giờ nó đã giòn nha các bạn. Nóng thì nó không có được giòn, nhưng mà nó nguội thì nó sẽ giòn ha. Đó, cái món này là để ăn cơm, ăn cơm rất là ngon. Đó, các bạn kiếm thêm vài trái ớt với lại dầm với lại miếng nước tương ngon ha, với lại trái dưa leo, rồi nó cặp vô là các bạn ăn coi như là đúng bài luôn ha. Tép ram mặn ngọt ăn với dưa leo giờ là nó thơm phức nha các bạn. Rồi ha, mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình xin kính chúc các bạn được dồi dào sức khỏe ha. Rồi thì cho mình quên nữa, mình xin nhắc lại với các bạn nha, các bạn đừng có mua tép bự quá, lớn quá, ai cái vỏ nó cứng ăn không ngon nha. Mua tép vừa thôi, các bạn về cắt đuôi đi. Rồi mình xin phép chào tạm biệt các bạn, mình xin kính chúc các bạn được dồi dào sức khỏe ha, vạn sự như ý nha, các bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cái cuộc sống. Rồi mình xin phép chào tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn nha.